khúc ngân nga, ta muốn phiêu lưu để sóng trời, để trên môi nở nụ cười. Châu lo để làm gì, hè về lặt tóc phải đi thôi, tuổi xuân nào đâu có chờ đợi. Bóng trong ta thấy diệu kỳ, nơi thật nhiều khi tuyệt hơn mơ. Mai đến Phú Quốc nhiều lần, nhưng đợt này đến ở căn biệt thự của chị bạn. Khi mua biệt thự cỡ vài chục tỷ ở đây, với thời hạn được vài chục năm thì chủ dự án sẽ giúp mình vận hành cho thuê khách du lịch và chia phần trăm hàng tháng từ hiệu quả kinh doanh với nhà đầu tư. Và mỗi năm thì cũng sẽ có một số ngày được ở. View ở đây thì đa số trực diện biển và một căn thì khoảng 3 phòng ngủ trở lên. Phú Quốc được các tập đoàn như là Vin hay là Sun Group xây dựng nhiều dự án đẹp quá, hy vọng sẽ thu hút được nhiều khách du lịch trên thế giới. Hôm đó là mình đi tàu, thấy behind the scene là các nghệ sĩ chuẩn bị trình diễn, mà các bạn ấy là người nước ngoài rất là nhiều, rồi bắn pháo bông để mà có chi phí như vậy, đúng là một số tiền không nhỏ mà các tập đoàn đã nỗ lực trong lúc kinh tế suy thoái, lượng khách chưa nhiều. Chiều đi tham quan khu địa Trung Hải thuộc Sun Group, quang cảnh rất là đẹp. Nhiều người bạn ở nước ngoài khi mà về Việt Nam ngạc nhiên về sự phát triển quá đẹp tại nơi đây. Cả nhà mình cùng ngắm quang cảnh nơi này nhé. Có ngất ngây của mùa hạ và tiếng trái tim hát ngân nga, ta muốn phiêu lưu để sóng trời, để trên môi nở nụ cười.